Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình có tìm được một cái map của bạn tên là Khánh Múa. Múa Floor là múa gì? À, Múa Floor là Floor trong Liên Quân hay sao bạn ạ? Ở đây không biết bạn là chơi Liên Quân không? Đúng rồi, Floor trong Liên Quân á. Ồ dồi ôi, Khánh Múa Floor à? Ok. Map này thì của bạn ấy có tên là map Parkour 40 level. Nhìn qua ảnh bìa thì mình thấy là có hình cái con gì à? Con lính canh ở trong phim Squid Game này. À, lính mặt vuông ở đây, đây là hình vuông hay hình tròn đấy? Chắc là hình vuông bạn ạ. Ở mắt này thì chưa ai có hai bình luận này. Ok, chưa ai đề cử cả bạn ạ. Nhưng mà nhìn qua ảnh bìa trông có vẻ cũng ok chứ nhỉ. Rồi, thì mình tạm gọi là map parkour lính mặt vuông hay parkour Squid Game đi. Parkour trò chơi con vực hay gọi như nào cũng được bạn ạ, tùy anh em. Đó, nghe parkour 40 level nghe hơi bị phèn nữa. Ok bạn ơi, thì hôm nay chúng ta cùng chơi thử cái map parkour của hình cái con lính canh nó khá là to này bạn nhá. Ở ngay chính giữa luôn bạn ạ. Ui, cứ to khổng lồ luôn. Ok thì giới thiệu map nhưng mà cũng ảnh bìa thôi, có lại chả ghi gì bạn ạ. Rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện mẹ và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký của mẹ bé bận nhá. Ủa, ui, anh em thấy tôi giống giáo viên không? Một tay cầm que, một tay cầm vở. Úi dồi ôi. Ok, giống như kiểu giáo viên chuẩn bị giảng bài ấy nhỉ. Chào mừng bạn đến với map parkour. Chủ map tên, ok. Chủ map lúc nãy mình thấy tên khác bà ta. Chắc là mới đổi tên bạn ạ. Thôi kệ vậy, rồi, để luôn đi bạn ơi. Bỏ xin đi bạn ơi, quên mất. Đang xài xin đi bạn ạ. Đấy rồi. Ngon rồi bạn ơi. Lên. Lên. Ok này ha. Tí thì rơi bạn ạ. Để hơi bị chủ quan. Mắt này trông có vẻ khá dễ nhưng mà không phải chủ quan bạn ơi. Ôi về đường khó hơn này. Có hình con lính canh này. Ái da. Để nhìn lên kia xong rồi xem mặt nó nào. Tôi muốn xem mặt con lính canh bạn ơi. Để lính gác Squid Game. Đây con voi. Con bực luôn này. Con bạch tuộc chứ đầm. Đây là con bạch tuộc mà còn có mực đâu nhỉ? Quên. Đây là con bạch tuộc. Đây là chắc là hình. Hình này không phải hình vuông, cũng không phải hình tròn, nó chính xác là hình chữ nhật các bạn ạ. Đây là hình chữ nhật bà ta. Giờ mình biết là có cả lính canh hình chữ nhật các bạn ơi. Ok luôn, lính mặt chữ nhật. Nghe tên đọc hơi dài dòng. Rồi. Ây da. Cái này bấm phát là lùa sinh luôn. Cái này bấm làm gì? Tăng tốc chạy à? Ok, bây giờ cái này xốp rồi này. Thôi, chắc bỏ qua đi, không cần bấm cái này đâu. Rồi tí mình reset lại thời gian á. Reset lại cái giờ, cái thời gian tăng tốc cái thứ kìa. Chơi cần gì tăng tốc bạn ơi? Không cần tăng tốc luôn. Giống như kiểu ăn gà á, trời ơi, parkour. Ai lại ăn gà bao giờ? Trừ khi khó quá thì thôi. Ok, bây giờ, ok này. Ui, nguyên cái cây thần ở chính giữa bạn ạ. Đấy, các bạn cứ thắc mắc là cây thần này thì dân làng nó có chặt không thì tôi khẳng định là không nhá. Đấy bạn nào mà có coi cái video mèo béo nâng cấp nhà đấy, mèo béo thay cái gỗ bình thường bằng cái thân cây thần này thì dân làng nó đâu có chặt đâu đúng không? Nếu mà các bạn để cái cột gỗ ấy là gỗ thường ấy, như kiểu như là gỗ cây thông hay là gỗ cây ăn quả là nó chặt đấy, nó chặt hết luôn bạn ạ. Nó chặt hết cái cọc gỗ nhà luôn á, chỉ còn lại cái miếng gỗ thôi đó. Hôm trước là mình có thay hết thành cái gỗ cây thần rồi, dân làng nó không chặt luôn. Với cả nghe nói là cái gỗ đấy nó chống cháy bạn ạ. Tôi cũng chưa biết họ chống cháy thật hay không nữa. Cái này chắc mình sẽ test sau bạn ạ. Di chuyển này. Ok bạn ơi, rồi. Rồi. Xong liền. Lưu hồi sinh liền. Rồi. Map này thật ra mình thấy không khó nhá. Thậm chí còn chia cả đường khó đường dễ hơn á. Mà gọi đường khó thôi chứ gọi đường nó hơi dễ hơn một hơi. Gọi là hơi dễ hơn một chút xíu. Gọi là đường dễ và đường hơi dễ. Kiểu vậy. Rồi. Chứ không phải nó còn chưa đến mức trung bình đâu. Có tầm 2 ô bạn ạ. Nhảy cẩn thận là được. Mình nhảy kiểu như ẩu ẩu á. Nhảy ẩu nó nhiều khi rơi. Màu đây. Màu xanh nè nhỉ. Màu xanh nè. Ấy đà. Mình thề các bạn luôn nhá. Cái chọn màu này mình toàn chọn sai thôi. Kiểu gì chọn cũng sai bạn ạ, tôi không hiểu sao cơ bố. Không phải là mình chọn sai đâu, bà chủ mắc cú lừa bạn ạ. Bầu ngẫu nhiên à, 1-1 này, 2-2, ui da, vậy là 1-1-2-1 bạn nhá. Đó anh em nhớ nhá, nếu mà có chơi map này thì nó là 1-1-2-1. Ý da, ok, qua luôn. Map này mình thấy cũng được, cũng khá là đầu tư màu sắc các thứ trang trí. Ổn bạn ạ. Nhìn chung là ok nhá, ok ấy. Mỗi tội là mình không thích dùng cái này thôi. Cảm giác là bấm nó không được nhanh lắm, nó không được mượt như là cái quyển dịch chuyển đấy bạn ạ.
mà sao bây giờ các bạn không xài quyển dịch chuyển nhỉ? Hay là bây giờ menu cập nhật là không dùng được quyển chuyển nữa đúng không nhỉ? Có khi nào hay là bây giờ menu cập nhật là không được xài quyển dịch chuyển? Tôi cũng không biết các bạn ạ. Không làm gì có chuyện đấy nhỉ? Làm gì có chuyện đó? Mình cũng không biết là lâu mình không test thử ở trong sáng tạo. Không biết là menu có cập nhật cái gì mới mà không xài được quyển dịch chuyển hay như nào không? Không có thêm quyển dịch chuyển vào hay như nào? Dạo này mình thấy là các bạn không có dùng quyển dịch chuyển làm map á. Toàn dùng mấy cái này này, vật phẩm này đó. Mình thì mình vẫn thích dùng quyển dịch chuyển hơn. Anh em chỉ cần một quyển thôi, xong copy ra. Copy là nhiều quyển, được mà, nhanh mà. Copy là một đúng rồi đó, cái gì đấy. Cái gì? Thank you à? À, cảm ơn. Chắc là cảm ơn đã tải map, chắc vậy. Rồi, level 22 bạn ơi, gần một nửa, hơn một nửa chứ. Hơn một nửa. Ok, chữ game, gu. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không biết gì bạn, không biết chữ gì nữa nè. Nhưng mà đây là chữ G N I này, N R Rinning chịu Morning à? À chắc là good, không thế thì phải là good morning chứ. Chắc là good morning. À, đây chữ D ở đây là chữ D bạn ơi, nhìn ra chữ O. Ok, vậy là good morning à? Rồi ôi bây giờ tầm chiều bạn ạ. Tiếp thật chứ tầm này good morning gì nữa. Sắp good evening đến nơi rồi. Ôi da. Chỗ này nhảy chéo chéo quá à? À đây nhảy bậy quá. Rồi chú qua luôn này. Được, má là nhìn chung mình đánh giá là được các bạn ạ. Ồ, màu sắc cũng đẹp. Ok, cũng được nha. Ôi, right. Level 25 này, 25, 26 rồi. Level 25 thì ngắn vậy. Nhảy có mấy ô bạn ạ? Ờ, đúng kiểu mắt này nhiều level nữa mà mỗi level nó ngắn á. Nhảy có tí là xong đấy. Uầy, nhảy được 3 phát xong luôn. Ảo thật đấy, cái gì ấy? À, nhảy trúng ô nước à? Ôi, 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 trúng luôn bạn ơi. Hợp lý. Cái này thì đi qua luôn bạn ạ. Ôi, có 50 máu thế à? Giờ mình mới để ý là bắp này có 50 máu này. Lý do để lưu hồi sinh ở đây tránh trường hợp pro nhảy trên xuống ấn luôn lưu hồi sinh như nào? À, hiểu rồi. Tránh cho mấy ông ăn gian kiểu nhảy xuống bấm lưu xem binh kiểu kiểu vậy. Lại còn thế nữa. Ui, cái này căng này. Ồ, chọn nhầm đường bạn ơi. Rồi sao qua giờ? Mèo béo chọn nhầm con đường rồi. Mèo béo lầm đường lạc lối. Ui, một chỗ này căng nha. Ui, cái level này căng nha. Level này tự nhiên là căng này. Nhảy chung vậy thôi chứ cũng căng đấy bạn ạ. Ui, nhảy chéo này thôi là cũng thốn đấy. Cẩn thận nha. Ui da, thốn đấy bạn ạ. Thà nó xa hẳn ra thì không sao mà nó để sát có một ô này này. Nhảy rất là vướng bạn ạ. Mà không sao, mẹ sẽ ảo thuật. Ui sẽ là ảo thuật cho anh em coi, nhìn này. Bình tĩnh nha. Ui da. Tịnh bảo bám tường lên. Ông để zigzag à? Ừ nè, ông để zigzag rồi. Ông mà để zigzag rồi bám hơi khó bạn ạ. Hơi căng rồi. Tịnh bảo là bám tường lên đấy nhưng mà không được. Được không ta? Thôi kệ đi, nhảy thường đi. Ui, nhảy cái này khó phết đấy bạn ạ. Anh em trông vậy thôi chứ căng đấy. Nhìn này thôi nhảy thốn phết. Nó kiểu bị dính vào cái tường hai bên ấy. Kiểu kiểu vậy, nhảy chéo qua này. À để nếu mà để tiến lên một ô thì dễ. Nhưng mà để sát như này nó lại hơi bị khó đó. Để phải kiểu bấm nút cách liên tục ai như nào á. Tôi cũng không diễn tả được. Nhưng nhìn chung là nó hơi căng. Ui, từ từ cái gì ấy. Ui, cái chỗ này. Ui. Ui, căng nha. Thôi, chỗ này chắc là đường này cho pro rồi. Em leo cầu thang thôi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ bạn ơi. Chịu. Cái đấy hình như là 4-3 ô rưỡi hay là. Ô kìa. Ui, còn chạy tàng hình hai bên nữa. Trời ơi. Kiếp thật. Chạy tàng hình hai bên luôn. Ui dồi ôi. Mà đi bên này có khác gì đâu nhở. Nó cũng như nhau mà. Trời ơi, ông chú bác còn chặn tàng hình hai bên. Là cầu thang lên này. Ủa thế đâu cần cầu thang không nhỉ? Ê, ảo thật. Không hiểu lắm bạn ạ. Ô, cái này là không cài chiếc gờ máu à? À không, cái này mà cài chiếc gờ máu sao nhảy. Thánh nhảy luôn á. Chạm phát chết luôn à, kiểu gì ở chạm. Đoạn đấy mà ông nào thử cài chiếc gờ máu xem. Nhảy qua chắc là thành thần luôn á. Bởi vì nhảy chéo nữa chứ, kiểu gì ở chạm vào xương rồng. Ôi kìa. Ý, mình quên mất là cái hàng rào này có nửa block thôi. Mình nhìn cái thảm ở trên mình cứ nghĩ là nó là nguyên block các bạn ạ. Cay thế trời.
Ok này, ôi này cẩn thận vậy. Đấy là nhảy ẩu quá bạn ơi. Ẩu quá, đó, rồi, ok. À, các tinh thể lưu huỳnh à? Ok. Chết tớ, ngáo. mình đi sát cái mép này nó không dính vào cái các tinh thể lưu huỳnh ở dưới bạn ạ. À. Một pha xử lý cực ngáo. Cái này nhìn là biết là chắc là trôn đúng không? Đúng không? Chứ làm gì có chuyện bay tới đây quay luôn một được mà. Nhìn thế này thấy mờ ám với trưởng các bạn ạ, à, đúng không? Hoàn toàn có thể bay một phát từ đây qua đây luôn. Mà tên để này ở giữa này trông nhìn mờ ám, dễ chôn lắm. Mà không biết là chôn hay không, an toàn là mình cứ qua thẳng luôn các bạn ạ. Ồ, đi đâu đấy? Ủa, đến đây đi đâu đấy? Ê, nhảy dưới hồ nước à, đúng không? Hình như là vậy bạn ơi, đúng rồi, nhảy hồ nước này. Chiu, thì ra là vậy bạn ơi. Ơ khoan, à đấy, ở đây là có trận tàng hình. Mình thắc mắc là uống không biết là có trận tàng hình không cơ. Không thì mình nhảy thẳng xuống dưới luôn bạn ạ. Rồi, lấy súng móc trong dương rồi tự tìm chỗ để win đi. Gợi ý trên đầu con nhân vật. À ok. Rồi, trên đầu con nhân vật đúng không? Bay cao nào. Ok. Rồi xong luôn, từ từ đã. Đấy, bay của nó chắc kèo này. Nó cứ từ từ thôi. Ok, không lên được bạn ạ. Nè, mình có 50 máu thôi. Đúng rồi, quên mất. Thế là không nảy bậy được nha. Thế là không đi bậy được. Không bậy được đâu. Có 50 máu đó bạn ơi. Đó, phải cẩn thận. Quên mất, bình thường 100 máu mình còn mạo hiểm nữa chứ. Bây giờ 50 máu là không cẩn thận là toi luôn đấy. Rồi, lên. Lên bạn ơi. Lên tiếp bạn ơi. Lên nữa bạn ơi. Ok, không đủ rồi. Ok luôn. Ồ, xuống đây à? Hình như ở chuồng đây. Ok. Rồi. Mắt này cũng được anh em nhé. Thắng rồi này. Hợp lý. Rồi, chắc đề cử rồi bạn ơi. Cho một đề cử bao này. Mắt này hình như cũng chưa có ai bình luận. Có hai bình luận thôi mà chưa ai đề cử bạn ạ. Mở tiếng Việt đây nhá. Map chơi ổn, không quá khó, trang trí ok đấy. Độ dài phù hợp đấy. Đấy, các bạn trải nghiệm thử cùng bạn bè nhé. Ok bạn ơi, mắt này mình thấy độ dài cũng khá là phù hợp. 40 level chơi khoảng hơn 10 phút là hợp lý bạn ạ. À. Rồi, thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ béo làm nội dung này nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại.